Chủ tịch Quốc hội, kính thưa các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa Quốc hội, kính thưa toàn thể nhân dân. Tôi nhận được 6 câu hỏi, trong đó có 2 câu thì trùng nhau, tức là 5 câu. Thì tôi xin phép được trả lời những câu ngắn trước. Thứ nhất là về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm về lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1993. Đại biểu có hỏi về quyết tâm, ý chí chính trị của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội và của Phó Thủ tướng. Thì tôi xin khẳng định tôi hết sức là đồng cảm về mặt tình cảm và cũng rất quyết tâm như đại biểu. Do công tác cho nên tôi thì không tham gia ban chỉ đạo về lương, bảo hiểm xã hội và chính sách người có công, nhưng mà được theo dõi ngành lao động từ nhiều năm thì vấn đề này đã được nhiều đại biểu Quốc hội, nhân dân và các cụ lão thành nêu lên, cho nên chúng tôi cũng đã nhiều lần trao đổi. Tháng 2 năm 2020 vừa rồi có sự thay đổi về phân công trong Thường trực Chính phủ, thì tôi được Thủ tướng Chính phủ cho tham gia vào ban chỉ đạo và được Thủ tướng giao cho nhiệm vụ làm Phó trưởng ban thường trực để giúp Thủ tướng. Thì ngay sau đến 1 tháng tại phiên họp đầu tiên thì chúng tôi đã đưa ra nhiều nội dung, trong đó có nội dung này. Và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì đã tính toán phương án. Báo cáo với đại biểu là nói số tròn là chúng ta có khoảng 600.000 người nghỉ hưu trước năm 1993. Nhưng mà theo đó nữa thì còn có 400.000 người nghỉ hưu ở các thời điểm khác nhau, nhưng mà lương hưu rất thấp, dưới 3 triệu. Trong đó có những trường hợp như công nhân cao su, thậm chí là chỉ khoảng 1 triệu. Cho nên đã tính một phương án là làm sao để có một cái khoản bù thêm. Khoản này là theo quy định là do ngân sách nhà nước đảm bảo, chứ không phải do bảo hiểm xã hội. Và đã tính ra khoảng cho 400.000 đối tượng với một cái mức bù là 500.000 đồng một người 1 tháng, thì tính ra mất khoảng 2.400 tỷ 1 năm. Tuy nhiên, việc này phải tính trong đồng bộ. Sau đó do ảnh hưởng của dịch Covid, ảnh hưởng đến nguồn thu, cho nên các cơ quan có thẩm quyền ở cấp trên đã quyết định là lùi cái thời điểm mà thực hiện chính sách cải cách lương, đi kèm với nó là bảo hiểm xã hội và chính sách người có công, và kể cả áp dụng tiêu chuẩn nghèo mới đa chiều. Thay vì đầu năm 2021 thì sẽ lùi sang mùng 1 tháng 7 năm 2022. Riêng đối với những người nghỉ hưu trước năm 93 thu nhập thấp thì tôi tin rằng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì cũng sẽ báo cáo với Thủ tướng, và Thủ tướng chắc chắn sẽ biết và sẽ bàn. Xin báo cáo như vậy. Thứ hai là câu hỏi của đại biểu Ngọc Bé ở Kiên Giang. Đúng là có rất nhiều ý kiến phản ánh rằng các cái bệnh nhân mà chữa bằng bảo hiểm xã hội nhưng mà vẫn phải ra hiệu thuốc, mua bằng tiền túi của mình theo đơn của bác sĩ điều trị. Nguyên nhân thế nào? Khắc phục triệt để thế nào? Để khắc phục triệt để thì ta nhìn vào nguyên nhân. Có 2 loại nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, nhiều ý kiến kể cả các bác sĩ cũng nói rằng do chính sách thanh toán của bảo hiểm y tế thuộc bảo hiểm xã hội là không phù hợp. Điều này thì như là đại biểu và Quốc hội đã nghe rất Bộ Y tế trả lời rất nhiều lần. Điều đó là đúng sự thực, nhưng nó có căn nguyên của nó. Chúng ta hiện nay khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thì nói mệnh giá của một người đóng trung bình vào bảo hiểm y tế có tăng lên những năm qua, nhưng đến ngày hôm nay mới được nói số tròn là 1.1 triệu một người 1 năm. So với các nước trong khu vực như là Philippines và Thái Lan thì với Philippines mình bằng khoảng chưa bằng 1/3 của Philippines. So với Thái Lan chưa bằng 1/4. Trong khi giá thuốc thì chúng ta làm được nhiều thuốc, nhưng mà hơn 90% nguyên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài, cho nên giá thuốc theo mặt bằng quốc tế. Và chúng ta đã cố gắng, giá thuốc hiện nay thì đã rẻ hơn giá thuốc các nước trong ASEAN, nhưng cũng chỉ rẻ hơn 10-15% mà thôi. Và vì vậy thì bảo hiểm xã hội không thể thanh toán được tất cả các loại thuốc, mà thường xu thế là phải chỉ thanh toán những loại thuốc tạm gọi là thông thường, những loại thuốc rất đắt tiền, thuốc phát minh mà chúng ta hay gọi là thuốc biệt dược, thì nhiều loại là người bệnh phải bỏ tiền túi. Và vì vậy thì hiện nay chúng ta mà hàng năm khoảng 120.000 tỷ tiền thuốc thì bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 36-37%. Và tỷ lệ này thì vẫn còn cao so với các nước trên thế giới. Để nguyên nhân như vậy thì để khắc phục làm gì? Chúng ta thứ nhất phải duy trì và tăng cái tỷ lệ bao phủ. Hiện nay chúng ta được 90,7% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Nhưng mệnh giá trung bình mới được có 1,1 triệu. Thì chúng ta phải cố gắng tăng lên. Tăng lên thì dân phải thu nhập cao lên thì mới đóng được. Và phần ngân sách của nhà nước hỗ trợ thì phải có thu ngân sách nhiều thì mới đóng được. Cho nên câu chuyện này cũng là một câu chuyện dài hơi liên tục mà chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Lý do thứ hai, cũng rất nhiều bệnh nhân phản ánh và đánh giá rằng đây là do có tiêu cực, do có sự móc nối giữa bác sĩ điều trị và các trình dược viên của các công ty thuốc và các nhà thuốc kê đơn ra để ăn hoa hồng. Việc này trong ngành y tế từ nhiều năm chúng tôi cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt và có thể nói rằng có hiện tượng đó nhưng không phải là tất cả. Để khắc phục nguyên nhân này chỉ có một cách, đấy là công khai minh bạch hết bằng công nghệ thông tin. Vì có đến 20.000 loại thuốc và dịch vụ, có hàng triệu lượt khám trong một năm thì không thể nào mà kiểm soát được nếu không tin học hóa. Và chính phủ thì đã chỉ đạo Bộ Y tế đẩy mạnh tin học hóa và chúng ta thấy những năm vừa rồi cũng đã làm rất tốt. Báo cáo với Quốc hội là trong thời gian tôi được phân công trực tiếp điều hành Bộ Y tế, cùng với việc chỉ đạo chống dịch, chúng tôi trong lãnh đạo cũng đã tập trung quyết liệt để tin học hóa và đẩy nhanh hơn tiến độ rất nhiều lần, và một số việc đã hoàn thành rồi, như là cung cấp dịch vụ công hay là nền tảng để khám chữa bệnh từ xa mà Thủ tướng đã dự khai trương. Vừa rồi cũng công bố tất cả những cái thông tin mà liên quan đến quản lý của ngành y tế và từng bước tiến hành. Chúng ta tới đây thì sẽ kết nối toàn bộ tất cả hệ thống quản lý của các cơ sở y tế, các nhà thuốc, để làm hóa đơn điện tử, bệnh án điện tử thì mới kiểm soát tốt cái này. Nhân đây tôi cũng nói thêm, có các đại biểu Quốc hội nói với tôi rất nhiều về câu chuyện liên thông xét nghiệm. Thì chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái liên thông xét nghiệm để mà giảm cái lãng phí, và tất cả là phải bằng công nghệ thông tin. Thứ ba là đại biểu Minh Hiền, và sáng nay là có thêm một đại biểu ở Hà Nội, Minh Ánh, hỏi về câu chuyện liên quan làm sao để mà thực hiện tự chủ đại học. Thì tôi xin được trả lời thế này, hai câu hỏi này thì nó có liên quan với nhau. Thứ nhất là chúng ta đã thực hiện tự chủ đại học nhưng mà mới được một số bước, còn phải thực hiện tiếp tục. Đây là một quá trình. Vừa qua đã có kết quả rất tốt. Thì có 5 cái điểm có tính nguyên tắc toàn thế giới và một điểm cũng có tính nguyên tắc nhưng mà cho Việt Nam và một số nước có hoàn cảnh tương tự. Thì chúng ta phải quán triệt, hiểu thông suốt, hiểu rồi thì phải luật hóa nó, pháp luật hóa, và phải thực hiện trong chỉ đạo điều hành. 5 cái điểm đấy. Thứ nhất là đại học thì không chỉ là nơi phải làm ra tri thức, mà là nơi làm việc và sinh hoạt của tri thức, là có mặt bằng nhận thức cao hơn xã hội bình thường. Cho nên cả thế giới coi rằng đại học phải xây dựng một mô hình quản trị tiên tiến, để từ đó lan tỏa ra toàn xã hội, đảm bảo tính dân chủ, tính sáng tạo, tính khoa học. Nguyên tắc thứ hai là đã tự chủ thì luôn luôn phải gắn liền với trách nhiệm giải trình. Mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học phải được thực hiện theo pháp luật đã đành, nhưng phải theo những quy chế công khai để toàn xã hội giám sát rất chi tiết. Thứ ba là tự chủ đại học thì không có nghĩa là nhà nước không đầu tư tiền nữa. Ở tất cả các nước, các trường đại học tự chủ, nhà nước vẫn phải tiếp tục đầu tư, không chỉ là để đặt hàng đào tạo hay cấp học bổng, mà còn cả xây dựng cơ sở vật chất. Thứ tư là tự chủ đại học không có nghĩa là không có quản lý, mà phải quản lý theo pháp luật, và không chỉ pháp luật về giáo dục mà pháp luật nói chung về tất cả các mặt. Điểm thứ năm là tất cả các nước thì đều là cả chính phủ, cả xã hội và nhà trường thực hiện tự chủ, nhưng vẫn phải có cơ chế để đảm bảo các đối tượng như con người nghèo, như là người khuyết tật, hay là một số đối tượng đặc thù thì không bị giảm bớt cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học, nhất là đại học chất lượng cao. Việc này chúng ta thì làm chú trọng hơn các nước. Còn một cái điểm thứ sáu thì không phải toàn thế giới, nhưng mà đối với những nước có nền kinh tế chuyển đổi, trong đó có Việt Nam ta, thì cũng có một vấn đề mang tính nguyên tắc. Đấy là liên quan đến đại biểu Minh Ánh nói là khái niệm chủ sở hữu của đại học cũng thay đổi. Vì đóng góp vào trường đại học không chỉ là tiền, không chỉ là nhà cửa, máy móc, mà còn là trí tuệ, là học phí của người dân. Và vì thế về lâu dài, khái niệm chủ sở hữu ở đây không đơn thuần chỉ là của một cơ quan nào, một tổ chức nào, mà của toàn xã hội. Ở đây liên quan đến câu hỏi của đại biểu Minh Ánh thì tôi xin trả lời là có nên bỏ chủ quản không? Thực ra trong luật pháp nước ta hiện nay đã không còn bộ chủ quản. Ví dụ như trường văn hóa nghệ thuật của đại biểu là thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hay nói miệng là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản. Nhưng mà luật pháp hiện nay không còn khái niệm chủ quản, mà chỉ còn khái niệm là cơ quan quản lý và cơ quan chủ sở hữu. Chủ sở hữu thì như tôi nói ở trên, quản lý thì quản lý nhà nước và quản lý về các mặt khác. Hiện nay những cơ quan quản lý trực tiếp thì chủ yếu là sẽ tiến tới chỉ quản lý cơ bản là về công tác cán bộ, mà cái đó thì còn theo các quy định của Đảng. Thì tôi xin được báo cáo về hai đại biểu như vậy. Xu thế đấy, như tôi nói ở trên 6 điểm, thì bây giờ chúng ta phải sửa luật và phải chỉ đạo. Hiện nay vẫn còn vướng mắc chứ không phải không. Tôi chỉ nói ví dụ như về kinh tế, vẫn còn vướng mắc rất nhiều liên quan đến việc thu tiền tài trợ học phí và việc chi học phí. Chúng ta vẫn coi như là ngân sách nhà nước, thủ tục cũng còn nhiều vướng mắc. Hay là về cán bộ thì có câu chuyện tuổi giữ chức của cán bộ. Cũng là nghỉ hưu thì trí thức được kéo dài thêm, nhưng mà tuổi giữ chức vụ cũng là pháp luật và các quy định của Đảng. Hay thậm chí về mặt quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng vẫn còn những câu chuyện liên quan đến mở ngành mới thì có ràng buộc điều kiện tỷ lệ giáo viên, tiến sĩ, giáo sư. Thì dần dần chúng ta phải điều chỉnh. Hiện nay trước mắt thì có hai việc theo tôi rất quan trọng để thực hiện tự chủ theo đúng hướng và đúng quy luật. Thứ nhất, tất cả các trường đại học đều phải kiện toàn hoặc thành lập mới theo đúng quy định của pháp luật hội đồng trường với tư cách là một cơ quan thực quyền, chứ không phải là hội đồng có tính hình thức. Thứ hai, tất cả các trường đều phải xây dựng một quy chế điều hành, tổ chức hoạt động nội bộ và tài chính nội bộ rất tỉ mỉ, chi tiết theo quy định của pháp luật và phải công khai cho toàn dân biết và giám sát. Đấy là hai việc rất quan trọng. Còn điểm cuối cùng, đây là một quá trình. Trong quá trình chuyển đổi thì có nhiều điểm mà chúng ta chưa được quy định rõ hay chưa có tiền lệ, thì khi xử lý chúng ta hết sức là bình tĩnh và xu hướng là phải ủng hộ theo tự chủ. Tôi cũng xin báo cáo với Quốc hội, buổi trưa nay thì Chủ tịch Quốc hội có nói với tôi là các đại biểu có nói về trường Tôn Đức Thắng, khi phát biểu thì Phó Thủ tướng nói thêm lại để cho nó rõ, thì tôi nghĩ cũng không phải nói thêm nhiều. Trong phát biểu của tôi hôm trước đã rất cụ thể. Đây là việc không chỉ đơn giản liên quan đến một câu, một chữ, một từ, một điều, mà là một quyết định và có ý kiến khác nhau. Chúng tôi cũng đã trao đổi cả với Bộ Tư pháp rất nhiều lần. Và khi chưa rõ ràng thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn hết sức trách nhiệm, không hề lơ là, nhưng mà phải rất cẩn trọng và đúng quy định. Tức là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lập một đoàn công tác có cả Bộ Tư pháp. Đoàn công tác đó sẽ vào xem xét, phân tích, báo cáo. Chắc chắn sau báo cáo này chúng tôi cũng phải họp lại có cả Bộ Tư pháp và sau đó sẽ công khai minh bạch cho toàn dân biết. Nhưng tinh thần là Chính phủ sẽ rất công minh và ủng hộ tự chủ, tạo điều kiện cho trường phát triển. Hai câu hỏi cuối cùng thì nói về đạo đức xã hội. Đây là một vấn đề rất lớn. Nếu chỉ nói về các đề tài, nghiên cứu, các văn bản, các hội thảo có vô cùng nhiều. Và điều đặc biệt là liên quan đến tất cả mọi tổ chức, mọi người dân, bất kể ai. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta không ai có thể nói là mình không cần phải tiếp tục tu dưỡng về đạo đức. Không ai có thể nói là tất cả các hành vi ứng xử của mình đều đã là tối ưu, đều đã là chuẩn mực hết. Vì thế khi phát biểu về vấn đề này trước Quốc hội và trước nhân dân, trong một thời lượng ngắn, tôi xin nói rất sơ lược và tôi rất mong được đại biểu Xuân Linh và các đại biểu chia sẻ và chỉ bảo thêm cho tôi. Thực trạng đạo đức xã hội và ứng xử xuống cấp như đại biểu đã nói trong câu chất vấn là có thật. Nhiều hội thảo và nhiều tài liệu đánh giá là xuống cấp đáng báo động một số mặt nghiêm trọng, thể hiện rõ ở tội phạm, ở tệ nạn, ở việc mà các cái hành vi bị đồng tiền chi phối hay là gian dối, không trung thực, biểu hiện ở một số các cái giá trị của văn hóa truyền thống bị mai một. Điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta đánh giá về thực trạng thì cũng nhìn hai mặt. Câu chuyện của văn hóa, hình thành văn hóa đạo đức xã hội là câu chuyện của dài hơi, của mấy chục năm, của trăm năm, thậm chí là dài hơn. Cái xuống cấp này có từ khi bắt đầu chúng ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường, bắt đầu đổi mới thì thấy rõ hơn. Nhưng cái mặt mà chúng ta cũng không quên và vẫn rất tự hào, những cái điểm lớn nhất của đạo đức của một xã hội được tổng hợp lên bởi nhân dân của cái đất nước đó, là thế giới nói có nhiều điểm nhưng trong đó có 5 điểm thường nói. Thứ nhất đấy là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Nhân dân nước nào yêu nước và tinh thần dân tộc hơn nhân dân Việt Nam mình? Mình không dám nói hơn thiên hạ, nhưng mình cũng không kém. Ngay gần đây, chỉ một ví dụ rất cụ thể và nhỏ như đội tuyển U23 của Việt Nam. Cả dân tộc mọi người nao nức. Đấy là tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc. Cái thứ hai mà đạo đức của một con người và của một dân tộc, đấy là tình yêu thương đồng loại, thương người. Có đất nước nào mà lũ lụt, mà dịch bệnh như vừa rồi mà người dân thương nhau, giúp đỡ nhau đến như vậy? Cái thứ ba của một con người và của cả nhân loại, đấy là sự hòa ái, thân thiện, cởi mở. Nếu người dân Việt Nam không hòa ái, không thân thiện, không cởi mở, làm sao luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn của du lịch. Chúng ta tự hào có những cái giá trị đấy. Cái thứ tư là một cái đức tính đạo đức của con người và của nhân dân, đấy là yêu lao động, chịu thương, chịu khó. Dân tộc Việt Nam chúng ta nếu không yêu lao động, không chịu thương, chịu khó thì đương nhiên không thể thu hút được đầu tư nước ngoài để phát triển như hôm nay. Và một cái điểm thứ năm hay nói, đấy là tinh thần vươn lên và đức hiếu học. Thì nhân dân Việt Nam chúng ta đều biết rồi. Ngay việc các đại biểu Quốc hội và nhân dân, toàn dân quan tâm đến giáo dục cũng đã thể hiện điều đó. Và còn khoảng 5-10 cái chỉ tiêu nữa. Thì chúng ta nói như vậy để thấy rằng chúng ta thấy những cái hiện tượng xuống cấp của đạo đức xã hội là đáng báo động. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta nhìn nhận cái xã hội Việt Nam, cái đạo đức xã hội của Việt Nam và con người Việt Nam không một cách công bằng. Và chúng ta nhìn thẳng vào những cái khiếm khuyết để chúng ta khắc phục. Và gần đây nếu chúng ta để ý, có những cái khắc phục thực ra đã rất tốt. Và nếu qua nhiều năm tích tụ lại thì nó mới rõ lên. Ví dụ như các cái phong trào học tập làm theo phong cách tư tưởng, phong cách đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từng bước thấm vào. Đấy, thì đánh giá tôi nói như vậy. Về nguyên nhân thì chúng ta đọc trên báo và trên mạng thì thấy ngay những nguyên nhân rất nhiều hay nói. Về khách quan thì thường hay nói đấy là mặt trái của kinh tế thị trường, của thông tin mạng, của mạng xã hội. Về chủ quan thì nói ngay đây là yếu kém của văn hóa, yếu kém của giáo dục. Điều đó không sai. Tuy nhiên, tôi xin được cung cấp ở đây 3 cái ý mà thường trong các tài liệu khi mà các hội thảo, hội nghị và tài liệu nghiên cứu sâu ở trong nước và quốc tế đúc kết lại để xin chia sẻ. Cái nguyên nhân thứ nhất mà sâu xa và chúng ta phải nhìn nhận, đấy là trong mỗi một con người và trong toàn xã hội thì cái đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, đấy là cuộc đấu tranh từ khi có loài người. Và chưa có một lúc nào bên tốt thắng tuyệt đối bên xấu và bên xấu thắng tuyệt đối bên ác. Cho nên là từng thời điểm, từng lúc thì chúng ta, đấy là cái nguyên nhân rất sâu xa của xã hội. Cái nguyên nhân thứ hai là tất cả thế giới khi mà có những cái sự suy yếu về đạo đức trong từng thời kỳ thì đều không chỉ riêng do giáo dục hay do văn hóa, mà do các bất cập của cả hệ thống, thể chế, quản lý về pháp luật, về kinh tế, về xã hội, trong đó bao gồm đạo đức và giáo dục. Và điều này chúng ta cũng thấy Đảng mình nêu là xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm và văn hóa là nền tảng tinh thần là vô cùng sâu sắc và hợp với quy luật. Điểm thứ ba, mọi người đều công nhận là kinh tế thị trường và đặc biệt gần đây là Internet và mạng xã hội có mặt trái, nhưng mà mặt trái thì không bao giờ bằng mặt tốt. Và chúng ta phải tiếp cận với mặt trái bằng một cách chủ động, sử dụng nó và đẩy mạnh mặt tốt lên. Giải pháp thì trong các văn bản của Đảng và của Chính phủ đã có rất nhiều. Tôi chỉ xin phép được chia sẻ mấy điểm rất nôm na. Thứ nhất là cả thế giới đều nói rồi. Muốn mà góp phần cho cái tốt lên và cái xấu giảm đi thì đầu tiên phải làm cho toàn xã hội và từng người dân hiểu rõ cái gì là tốt, cái gì là xấu. Ở đây có hai điểm. Mọi người nói là tốt, xấu thì ai không biết. Thực ra có hai điểm. Có những thứ chúng ta tưởng là dễ, thấy ngay nhưng không phải. Một cái ví dụ được nêu ra quốc tế rất nhiều, đấy là ví dụ về ăn cắp. Ai cũng biết là xấu. Nhưng mà bây giờ ăn cắp thời gian thì không mấy ai nghĩ đấy là ăn cắp. Hay là những cái giá trị mới. Phó Thủ tướng gọn lại vì cũng hay hơn 20 phút rồi. Báo cáo Chủ tịch là tôi rất muốn được cho phép thêm mấy phút nữa, bởi vì đây là một vấn đề mà tôi cũng rất là tha thiết muốn được. 3 phút nữa thôi. 3 phút. Vâng. Vấn đề thứ hai là phải kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền, vận động các phong trào với việc pháp luật hóa và xử lý. Việc xử lý nghiêm minh bằng pháp luật là một biểu hiện của văn hóa đạo đức, nhưng suy cho cùng cũng là bề nổi, mà phải vận động tuyên truyền mọi người để tự mình điều chỉnh hành vi đạo đức của mình. Đấy mới là nền tảng, mới là gốc rễ. Vấn đề thứ ba, đặc biệt trong văn hóa đạo đức trong mọi thời kỳ thì đều cần vấn đề nêu gương. Phải nêu gương từ trên xuống, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Người lớn nêu gương cho người trẻ, người cao hơn nêu gương cho người thấp hơn. Đảng viên đi trước, làng nước đi sau. Và Đảng ta cũng đã có một chỉ thị về vấn đề nêu gương. Cái thứ tư, cần phải đặc biệt lưu ý trong 4 chữ đức trí thể mỹ, không chỉ là đức mà đặc biệt lưu ý đến chữ mỹ. Đặc biệt lưu ý đến các ngành nghệ thuật và cả tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì những tác phẩm nghệ thuật hay, đấy là những thông điệp giáo dục đạo đức tốt nhất. Những hoạt động văn hóa tín ngưỡng đúng mức, đúng pháp luật thì sẽ giúp cho cái tốt nảy nở trong mọi người một cách bền vững và không gì là lay được. 4 cái điểm đó thì chúng ta cần phải hết sức là lưu ý và chúng ta phải làm một cách rất là kiên trì. Và cuối cùng thì chúng ta phải thật sự đặc biệt chú ý, chú trọng các vấn đề xã hội nói chung, trong đó có vấn đề đạo đức và vấn đề văn hóa. Bởi vì đây là nhược điểm phổ biến của tất cả các nước đang phát triển. Khi mà bị sức ép về tăng trưởng kinh tế thì những vấn đề về xã hội, những vấn đề về văn hóa và đạo đức thì nhiều khi vì nó là vấn đề chưa làm ra tiền trong ngắn hạn và chưa cháy nhà chết người nên dễ bị coi nhẹ. Nhưng điều này chúng ta cũng bình tĩnh, vì Việt Nam chúng ta cũng nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhị sĩ. Khi mà xã hội đã khấm khá lên như ngày hôm nay, chúng ta sẽ có điều kiện chú trọng hơn một cách thực chất đến các vấn đề nền tảng. Đây là cái điều mà tôi cũng rất tha thiết mong rằng tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực văn hóa xã hội, không chỉ là tiền đầu tư, không chỉ là nguồn lực con người mà còn là dành thời gian và tâm sức để chỉ đạo. Và tôi mong rằng tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta, như cá nhân tôi cũng là một người dân, thì lúc nào mình cũng phải chú ý là mình biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết, mình luôn luôn là mình cố gắng. Và như vậy thì chắc chắn là dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục tự hào về cái truyền thống là một dân tộc văn hiến và xứng đáng với cái truyền thống của cha ông ta để lại. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó Thủ tướng.